Em đi AT nhà em. Em đi AT nhà đó hả? Em đi đi AT nhà đó ha. Cưng đi AT nhà rồi phải không? Chuyện rồi. À, chị cái gì? Bệnh rồi. Bệnh hả? Vậy cái thuốc nào uống hút đi bác sĩ, cái thuốc này bệnh nhiều không? Bệnh gì vậy? Cảm hả? Mua thuốc uống nhờ rồi đừng có cử nước đá, cử ăn này kia, ăn uống ngủ nghỉ cho nó đúng giờ một chút. Đó, quá ha. Cục vàng của chị rồi, không lo gì. Chị ơi, cục vàng hả? Cục vàng của chị đâu, cưng là cục vàng của mọi người mà. Em đi AT nhà em. Em đi AT nhà đó hả? Em đi đi AT nhà đó ha. Vậy? Cưng đi AT nhà rồi phải không? Rồi. Chị cái gì? Bệnh rồi. Bệnh hả? Vậy cái thuốc nào uống hút đi bác sĩ, cái thuốc này bệnh nhiều không? Bệnh gì vậy? Cảm hả? Mua thuốc uống nhờ rồi đừng có cử nước đá, cử ăn này kia, ăn uống ngủ nghỉ cho nó đúng giờ một chút. Quá ha. Cục vàng của chị rồi, không lo gì. Chị ơi, cục vàng hả? Cục vàng của chị đâu, cưng là cục vàng của mọi người mà, đâu phải mình chị. Đâu có, cưng là cục vàng của mọi người á. Nhiều người á, chứ không phải gì mình chị nghe, Nguyễn. Cưng là lo cho nhiều người đó. À, trách nhiệm bổn phận của em là lo cho nhiều người đó nghe. Trách nhiệm khổ gì chị xí. À, phải có em quay lên. Trời ơi, Như nó hát quá tràn luôn rồi. Như, nhỏ nhỏ cho mẹ quay phim Như ơi. Đừng ca nó, để chút rồi ca, để quay phim là ca nha. Rồi, nín đi. Thôi, nín đi. Rồi, làm canh vậy, rồi ăn dưới vậy. À, chị canh này các cô thì chị nấu canh với bí gợ ha. Ừ, hầm mà làm sân khấu chứ không phải bí gợ không. Các cô nấu với bí gợ. Rồi, gì nữa? Nấu với tay tượng, với bằng tay. Ừ. Còn cái cha này ngồi chị sao? Chàng ơi quá thế rồi Xuyến ơi. À, Xuyến ơi thả nó ra đi Xuyến ơi. Như vậy là chói lối trong luôn. Ngon quá ngon ha. Canh này hấp dẫn quá. Thì đó giờ tôi có ăn gì chưa? Chưa. Ngon quá. Hầm lần sân khấu. Rồi xong chưa? Qua kho đi. Qua cái kho. Ừ. Khoái coi cái món canh thần thánh của chị Xuyến rồi cả nhà. Thần thánh đi rồi. Thần thánh sao quyền? Thần thánh sao? Thần thánh rồi. Thần thánh đi rồi. Thần thánh sao? Thần thánh sao con? Hả? Cái gì? Thần thánh sao nó nghe coi. Thần thánh sao hả? À bây giờ giờ bị. Món canh quyền bí nghe cả nhà. Ngon quá nè em ơi. Ngon quá ngon luôn. Ngon ha. Ừ. Xuất sắc luôn. Xuất sắc trong giai tỳ nữ luôn. Chạy nước miếng. Ừ, ông Liêm chạy tí nữ, chạy nước miếng luôn. Sắc nhìn đồ canh nào. Chạy nước miếng luôn hả Quyền? Hả Quyền? Ăn về chạy nước miếng. Nít nó gặp mình rồi cái nó ngồi đứng kế bên luôn. Ừ. Nói vậy cho biết tầm sao hay ví dụ chị dặn người lớn không? Thì dặn người lớn chứ chị không có ghét nít ngọt. Đúng rồi, dặn nít nó có gì, nít nó có tội đâu mà giờ. Dạ nè. Ví dụ người lớn sai, bắt nít nó sai sai phải không? Dương. Vô đi, vô làm tiếp mẹ kìa. Đi múc cho mẹ ăn ca nước đi. Gần đó rồi. Hứng đàng hoàng nghe con, hứng đàng hoàng nha. Ừ. Mai xuống mua cái xô đựng nước cho chị Xuyến ơi. Ở sao cho bà xài cho đỡ nước chút xíu ơi. Có thì ta chị không xài chứ. Có mà không xài à. Xài cho nó đỡ tốn nước trời, mở xài xà xà luôn. Vô cho nó. Vô làm tiếp mẹ kìa. Đi vô đi. Vô. Ta coi với bài bà. Quậy đồ đạc đó. Là ý ối luôn kìa. Mẹ ơi. Ở đó đi la hoài. Chút xíu, một chút xíu con cơm đi cha. Chút cơm đi cha, chút
tới một chuyện thiệt chứ. Đó, kho cá nè. Đó. Cái cha thần thánh nè. Ngon lắm, thanh tìm thấy vậy có cha này mới ngon nha. Mày hết. Mày mới đi chợ sáng hả? Té quyền đứng. Ừ, cái gì vậy? Mẹ chưng mỡ cho con ăn kìa. Mỡ. Ừ, con phán mỡ không? Không. Chàng ơi, cục mỡ của bà lớn mà thắng gan cháo kìa chàng. Ừ. Kinh điển không? Không biết mỡ gì đâu biết. Mỡ cá bà xa. Đó, giờ mẹ cái món này là bé Quyền thích nè phải không? Không. Chứ sao? Không thích. Con không thích sao mẹ làm? À. Mẹ hiểu á, mẹ chiên cá mà. Thì chiên cho con ăn với cho ai? Ai ba hiểu. Đúng không? Bà biết Ấn Độ nha. Bà biết Ấn Độ nha, với món ăn thành thánh nha. Ngon quá ha. Ngon, ngon cái gì? À, ăn quá đi. Ây da. Kìa, cái màn nha. Cho cái vô, cho cái vô. Vô đi, vô đi. Chữ chi chạy nữa hả? Ừ. Cái chữ bạc chiên. Ủa? Bạc kho chứ không phải chiên hả? Ừ. Ừ. Chữ cái chết luôn, phá đồ quá phá. Ủa, cho Việt Nam à? Dự phá lắm nghe cả nhà. Như vậy thấy chị Xuyến coi gì chứ trong ngoài buôn đứa này bắt đứa kia. Nhất là cái điện thoại của chị á. Ừ. Thôi nó ngoại liền liền liền. Cái nước màu nó chưa đều kìa. Chạy thờ mình đảo nước đi nó nè. Thằng hát nước mắm mà không có thông đi mua nữa. Thằng ơi. Không có thông mà đi nước ra để mua nữa. Quyền chạy quái mua giấy mắm vô cho mẹ đi. Tiền nè. Nè con đi mua đi nè nè. Nè thôi để Quyền đi mua đi. Nè Quyền. Vậy hả? Kêu dỗ dỗ như coi. Dỗ như kìa. Kìa tới rồi kìa. Tới rồi đó. Chính xác luôn. Rồi. Chính xác luôn. Đồng tới mai mới tới. Đồng chính xác bây giờ. Nguyễn Hòa. Dạ. Nguyễn Hòa. Bà Tấn. Ba đó con, ba nuôi nhóc chân kìa con. Bà nuôi con qua đó. Trời ơi, chị nghe cái chị hết sức chị. Đồ ăn nhóc hết chân. Chúc con bà con chú. Ngày mới. Ngày mới. Nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Nhìn vô đây. Làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài. Ừ, làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài. Đấy, hôm nay đất đất cái chỗ đó. Nói chuyện đất á. Ừ. Quyền hôm nay đi học mà vui không? Dạ, em đi học mới vui. Hôm nay được mấy điểm? Ôi, học tới 200 điểm luôn hả? Đã vậy ta? Khủng hoảng chưa? 100 điểm gì đó. Ừ, 100 điểm luôn hả? Dạ. Ồ, học quá giỏi, kêu mẹ thưởng nhiều mới được. Dạ. Ồ, thưởng gì hưởng? Thưởng con khoanh cá cha. Không, không ăn đâu. Không ăn đâu hả? À, ngon đó. Không, còn cá rô nữa. Ngon hả? Còn cá rô nữa nè. Rồi, cái gì nữa? Cái nồi cá rô nấu canh với mà mì gà với mùng tơi nè. Cái gì? À, em nói ơi, cá rô mà nấu canh mía gợ bằng tơi rồi cái gì nữa. Tài tượng nữa. Được quá rồi. Đường canh thần thánh, đường canh thần thánh của bà Xuyến. Gia đình bất ổn là cái vậy không đó. Nấu canh mía gợ rồi bằng tơi rồi tài tượng nữa. Ừ. Gia đình bất ổn mà. Canh chua. Canh chua còn cá linh kìa nữa ăn nấu sao? Còn cá linh nữa. Coi cái nồi nồi canh của ba này ông nội ơi, vừa tai tượng, vừa mồng tơi, vừa mà bí nữa. Nấu với cá rô, thay vì người ta nấu canh chua nó ngon, bà ba không nấu, bà nấu vậy đó. Dạ. Còn bên đây? Bên đây cá cha kho. Cá cha này hổm ngày còn hả? Mới. Mới mua luôn hả? Mới đi chợ sáng. Trời ơi, bà phái cá cha gì dữ rồi bà Xuyên. Bí
biết sao không? Em mua nửa ký cá linh với một ký cá rô với cái khúc cá cha này cho mấy đứa nó ăn, nó ho nó bệnh đó, em sợ nó ăn cá linh rồi mày kia cá rô không được đó, cái này phải riêng cho mấy đứa nè. Sáng đi chợ tổng thiệt hại hết nhiêu à? Sáng ăn uống chợ mua hôm nay kia luôn, sáng giờ mua mấy cá rô ký hả? Ký hai ký ăn thì chắc có 200 mà chắc mua số có gì mấy ba cái nữa hả? Ừ. Ăn thì chừng 200 ngàn 100 mấy à. Cá rô này chị mua sáng mấy ký? Ký ký cá rô để nấu hết luôn hả? Ký cá rô 55 ngàn. Nấu hết luôn không? Nấu chừa lại chứ. Mấy con hả? Nấu mấy con hả? Nó có 6 con cá rô là mà em nấu 2 con, còn chừa 4 con cũng làm. 4 con ha. Yeah. Còn 2 phanh cá cha này thì 4 phanh cá cha. 4 phanh cá cha. Cá cha cắt ra được 4 phanh. 4 phanh 50 ngàn. 36 ngàn. Tôi cho bà trả giá 50 rồi mà 36 ngàn. Rồi kho lạc hay vậy? Kho lạc cho con nó ăn nè. Tính luôn tiền ăn sáng này kia luôn mới hết 300 nha, chứ thì chợ không hết 300. Tổng thiệt hại cho bữa nay là 300 ngàn. Ngày đó là 300 đó. Vậy đó. Không phải là mình đi chợ cái một mà 300. Giỏi. 300 nhưng mà ăn được có mấy ngày? Hai ngày nay nè. Cái này hả? 2 ngày. Cái này chắc em ăn bữa nay, ngày mai, ngày mốt. Còn cá rô nữa mà, 2 ngày, 3 ngày. Không, 2 ngày nữa, bữa nay nè, thêm 2 ngày nữa mới có mua nữa. Sáng nay ăn bún riêu hay gì? Sáng em ăn bánh canh. Tưởng bạn bún riêu nó tôi chạy mình luôn á. Con Quyền mày ăn cơm. Quyền là chiên đậu cơm. Quyền tóc ngày sáng cái gì lên con đổi luôn bánh canh này, con không chịu cơm. Tối ngày nó cơm sườn, cơm sườn làm hoài. Chị Xuyến hôm nay nấu cái món là độc lạ nhất miền Tây luôn nha. Cá rô người ta kho bầu, canh chua. Còn này bà nấu canh thường nấu canh với mồng tơi, bí, rồi thêm tai tượng nữa. Có nhiều quá lùa láng hết trơn. Mà ăn này chứ mời em nấu cá linh nấu chua bông súng. Mời canh chua bông súng nghe, bông biển rồi ha. Bông súng bông biển rồi nấu với cá linh, còn nếu không mình kho lạc. Con lạc ăn cũng ngon, con lạc cái nặng chanh vô. Con lạc chanh mầm xoài đúng nữa. Còn không chị chiên về nè, chiên bột nè. Yeah. Chiên giòn nè, nó nhiều món lắm. Đó, giờ bỏ hành vô ha. Chín rồi đó ha. Ngon quá anh em. Tứng nè lại ăn cơm bữa chị Xuyến Tứng ơi. Ừ. Anh em đồ ngon quá mà anh em không ăn tôi cũng buồn nữa. Ừ. Phải mời nhiệt tình rồi lên ta mới ăn. Ừ. Nhiệt tình mà anh em không ăn nó uống gì của mình buồn quá. Chị mình không có đồ ăn đâu phải không nhóc. Chị làm hơi độc lạ quá anh em. Chưa có hợp khẩu vị. Ừ. Không. Món ăn thần thánh đâu mà. Dạ. Chị nấu nước thay bằng nước thần thánh nè. Kho thì khác người, nấu canh thì cũng khác lạ luôn. Dạ. Bởi vì anh em đến đây chưa có hợp khẩu vị nên chưa có ăn được. Dạ. Từ đi. Từ sang. Dạ. Đợi đi. Xuyến máy. Bây giờ mình hôm nay vui quá chị Hoàng ơi. Được quá. Chị Hoàng hả? Dạ. Để gửi lời gì chị Hoàng không? Dạ. Nhớ chị hả? Mừng vui quá nè chị em rồi này kia nói chuyện nào mừng vui, bữa nay em vui mừng hết sức rồi. Làm sao mà cái điện thoại để cho người ta gọi được, để gọi mà chẳng hay lại khổ ha. Không phải biết sao không, nhiều khi con nó chơi cái nó tắt tiếng chuông. Bởi chị để cho nó chơi hoài thôi, đôi khi anh em ta gọi không được. Đừng nói mà người ta